cho thức chi tôi. Thank you.
Bài đọc lời Chúa hôm nay giúp chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn sự thương khó Chúa Giêsu phải chịu như một người tôi tớ tín trung đau khổ. Qua đó giúp chúng ta thấy được tình thương bao la của Thiên Chúa đối với con người và cách riêng
đối với mỗi người chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng hơn với tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong bài đọc 1, chiếc sách ngôn sứ Isaiah đã phát họa một vài nét về chân dung của người tôi tớ đau khổ. Isaiah giải thích huyền nhiệm về người tôi tớ đau khổ ấy. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Hơn nữa, Ngài đã bị đâm vì những sự ngố nghịch của chúng tôi, và nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng tôi có phương dược được chữa lành. Chính sự ngố nghịch của dân Ngài, Ngài đã bị sát phạt, cuối cùng sứ mạng của người tôi tớ hình như không thể chấm dứt bằng thất bại, bởi vì người sẽ được thấy kẻ đối soi, sẽ được trường tồn, và nhờ người ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Như vậy hình ảnh người tôi tớ đau khổ mà con sĩ xe tin báo đã được ứng nghiệm lên Đức Kitô qua cuộc khổ nạn và sinh của người. Thì các môn đệ của Chúa Giêsu khi nhìn lại cuộc khốn khó của thầy mình đã phải suy nghĩ về số phận nạn lòng của thầy mình, tức là những cố phục sinh sau thất bại của thầy trong cuộc thương khó bị đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu đã nhiều lần áp dụng cho chính mình những lời ngôn sứ nói về người tôi chung chịu đau khổ. Các tông đồ sau này hiểu rằng chỉ có Chúa Giêsu mới hoàn tất nơi chính bản thân người lời tiên báo về người tôi tớ, vì chỉ Chúa Giêsu mới là cái sai nhân thực và cái chết mang lại được cứu rỗi cho họ dân nước. Trong bài tuyên cáo hôm nay chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy những lời ngôn sứ vì người tôi tớ đau khổ được ứng nghiệm nơi Đức Kitô Giêsu. Quả thực người là một ngôn sứ với một sứ mạng nhất định. Người là một vị vua xây dựng hòa bình, không ưa bạo lực, người sáng tạo chỉ đau khổ và chỉ dùng một cách lạ lùng, đồng thời chịu thử thách như đi trong đêm tối của đất tin khi kể gần cái chết trên thập giá. Và cái chết của người đã gây ra kinh ngạc cho những người chứng kiến. Cái chết trên thập giá của người không phải là sự thất bại mà là chiến thắng trên sự chết và đau khổ. Trong khi Kinh Thánh chúng ta đã tuyên xưng rằng Đức Kitô đã chết và sống lại theo lời Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là ứng nghiệm với điều loan báo về kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, thư gửi giáo đoàn Philippi, Thánh Phaolô đã trình bày Đức Kitô chính là người tôi tớ bị sỉ nhục và được tôn lên. Mầu nhiệm về người tôi tớ đau khổ nơi Chúa Giêsu được sáng tỏ bằng cái chết ô nhục và sự phục sinh của người. Thánh Phaolô khẳng định rằng nhờ sự sống lại, Chúa Giêsu đã được mọi người nhìn nhận tư cách và từ đầu người đã có nhưng bị ẩn giấu. Người hủy bỏ chính mình và nhận lấy thân phận tôi đòi đã trở nên giống như loài người. Với cách thức bề ngoài như một người phàm, người đã tự hào mình và vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế thì Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miền lưới phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Khi thưa đưa vào vài chị em, chắc hẳn khi nghe bài thương khó của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta có những tâm trạng khác nhau, nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm nhận tình yêu thương vô bờ người đã chịu vì tội lỗi của chúng ta và vì muốn chúng ta được ơn cứu rỗi. Vâng, người đã mang lấy đau khổ của chúng ta để ta được hạnh phúc, đã chấp nhận cái chết để con người được sống, và người đã hiến tế vì chúng ta, đã chết vì yêu. Như chính người đã nói, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đức Kitô đã chịu đau khổ, đã chịu chết, nhưng người đã phục sinh và nay người hẳn sống. Đó là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Như Thánh Phêrô đã nói, nhiều người anh em tin vào Thiên Chúa, Đức đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Vì thế khi suy niệm về những đau khổ Đức Giêsu đã trải qua, không phải để chúng ta bi quan, nhưng là cơ hội để từng người chúng ta
nhận ra sự nặng nề và tội lỗi, đồng thời cũng là cơ hội cho chúng ta nhận ra tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho từng người trong chúng ta. Điều đó chúng ta đủ can đảm và nghị lực để đi tròn con đường thập giá của mình, để chúng ta cũng có thể tham dự vào sự phục sinh của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, trong ngày đầu tiên của tuần thánh này, chúng con cùng nhau suy niệm về cuộc thương khó của Chúa. Những đau khổ mà Chúa phải chịu chính là do tội lỗi của chúng con. Trong giây phút này, chúng con xin Chúa ban ơn giúp sức cho từng người chúng con, để chúng con can đảm từ bỏ tội lỗi và sẵn sàng chấp nhận thập giá Chúa đến hàng ngày trong cuộc sống của chúng con, để được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để mỗi người chúng con cũng được hưởng vinh quang nước trời.